câu chuyện nhà triệu phú Vĩnh Hảo giết chết ba người vợ trong một ngôi biệt thự ở Sài Gòn, bị cảnh sát câu lưu đăng tải trên báo chí khoảng đầu thập niên 1960 đã làm dư luận thuở đó rất xôn xao. Mức độ bàn tán ồn ào của mọi người đối với vụ án không thua gì chuyện cô vũ nữ Cẩm Nhung nổi tiếng tài sắc bị một bà lớn mướn người tạt axit. Trong vòng 5 năm, ba bà vợ của ông Vĩnh Hảo đều chết một cách rất bí mật. Người vợ thứ nhất qua đời, một năm sau ông Vĩnh Hảo tái giá với người vợ thứ hai, là một thiếu phụ quá chồng, nhưng được một thời gian thì bà vợ này cũng theo chân bà trước. Nhà triệu phú lấy cô thư ký trẻ hơn ông đến gần 20 tuổi làm bà vợ thứ ba. Tuy là chồng già vợ trẻ, nhưng họ sống hạnh phúc trong những chuỗi ngày ái ân mặn lòng. Ông Vĩnh Hảo ngập lặng trong bể tình ái, tưởng chừng ông đã sống lại trọn vẹn những ngày thanh xuân cũ của một thời trai trẻ hừng hực nhựa yêu đương. Thì lại cũng một ngày, ông phải đau đớn khóc tiễn đưa người vợ thứ ba về bên kia thế giới. Ba cái chết mờ ám chỉ trong vòng 5 năm, buộc nhà chức trách phải đặt nghi vấn là liệu ông Vĩnh Hảo có dính líu hay không. Cảnh sát không thể không giải ông Vĩnh Hảo về tổng nhà thẩm vấn. Với tư cách là kẻ tình nghi số 1 trong vụ án, những tờ nhật báo lớn có uy tín như Tiếng Chuông, Tiếng Dội, Tiếng Dân đều có đăng những bài tường thuật rất tỉ mỉ về gia thế và cuộc sống của gia đình ông Vĩnh Hảo qua ngoài bút của những phóng viên tên tuổi thời đó. Nhưng trong thực tế, với kỹ thuật phóng đại của nghệ thuật làm báo câu khách, những người viết đã vẽ vời theo dệt những chuyện gần như hoang đường. Họ đã tưởng tượng rằng ông Vĩnh Hảo là một con quỷ râu xanh, giết vợ không gớm tay, chán bà vợ cũ thì giết và cưới vợ mới trẻ đẹp hơn. Rồi cứ thế, khi con ong đã hút hết thời vị thơm ngọt của nhụy hoa, nó đi tìm đóa hoa hương sắc khác. Nhưng lần này thì báo chí đã hố to, tạm giam triệu phú Vĩnh Hảo được vài ngày, thẩm vấn không tìm thấy bằng cớ nào chứng tỏ ông giết vợ, nhà chức trách đã thả ông ra về. Ông khỏi phải đóng tiền tại ngoại hầu tra gì cả. Chi tiết duy nhất mà cảnh sát có thể công bố một phần cho báo chí cùng biết là bác sĩ khám nghiệm đã cho rằng ba bà vợ của triệu phú Vĩnh Hảo chết vì bị trụy tim vậy thôi. Không có một dấu vết hành hung nào trên thân thể của ba người đàn bà để cho rằng họ bị ông chồng đánh chết, cũng không tìm thấy chất độc nào trong máu để gọi là bị đầu độc. Như vậy, ông Vĩnh Hảo hoàn toàn vô tội, ít nhất là cho tới lúc này. Bản thân ông Vĩnh Hảo thì tiêu tụy thấy rõ, hình ông đăng trên đầu các trang báo cho thấy một con người suy sụp, tóc tai rũ rượi, đôi mắt thâm quầng đau khổ. Chỉ một người vợ chết cũng đã đủ là một cú sốc nặng nề lắm rồi. Thế mà ở đây, ông phải chịu đựng đến ba lần như thế. Trong ba người vợ, thì ông yêu bà vợ trẻ thứ ba nhiều nhất. Có lẽ nàng còn trẻ quá, ngây thơ và vô tội quá, mà định mệnh tàn nhẫn, không cho nàng được sống để cùng hưởng giàu sang và hạnh phúc với ông. Dân Sài Gòn thì thầm, cho rằng ông có số sát thề. Vụ án Vĩnh Hảo phai nhạt dần theo thời gian. Giữa lúc người Sài Gòn gần như quên lãng câu chuyện đó, thì đùng một cái, tờ Tiếng Chuông may mắn vớ được nguồn tin nhà triệu phú lấy vợ lần thứ tư, lập tức cho mẫu tin đó lên trang nhất, làm khuấy động dư luận quần chúng một lần nữa. Tờ Tiếng Chuông thường ngày chỉ in 200.000 tờ, nhưng với tin sốt dẻo này, ông chủ nhiệm cho in thêm 100.000 tờ nữa, mà vẫn bán vèo một cái là hết. Những tờ buổi sáng Tiếng Dân, Tiếng Dội đâu có chịu thua. Các phóng viên được lệnh phải điều tra thân thế của bà phu nhân thứ tư, và dĩ nhiên xào nấu vẽ rắn thêm chân cho ly kỳ để câu độc giả. Đi xa hơn nữa, nhiều phóng viên còn đưa ra lời tiên đoán xem lần này bà Tư có đột ngột từ trần như những bà trước hay không. Ngôi biệt thự của ông Vĩnh Hảo tọa lạc tại một vùng ngã tư Bảy Hiền, gần khu bên đất Thánh Tây. Hồi đó, người ta thường gọi những nghĩa trang của người Pháp với cái tên như thế, chắc là vì những cây thập tự giá cắm trên đầu những ngôi mộ bằng xi măng theo kiểu Gothic, trông thật trang nghiêm và đầy nét thiêng liêng kỳ bí. Nghĩa trang được bao quanh bằng một hàng rào sắt cao phải gần 3 thước để đề phòng người đột nhập vào. Một con đường nhỏ trải đá sỏi từ cổng đi vào trong, nó tẻ ra làm nhiều nhánh và mất hút vào chốn sâu thẳm tận cùng của nghĩa địa, hai bên lùm bụi rậm rạp. Ở chỗ ngã ba con đường, người Pháp đặt một cái bệ đá cao khoảng 1 thước, bên trên đúc tượng thiên thần Gabriel có đôi cánh sau lưng, tay cầm gươm đè trên gáy con quỷ Satan đang quỳ cúi gầm đầu. Tượng thánh Gabriel đã đẹp và sinh động lắm rồi, nhưng tượng của Satan thì càng sắc sảo hơn. Không biết bằng niềm ngẫu hứng nào
mà người điêu khắc gia đã gắn được vào đôi mắt của con chúa quỷ, cái nhìn trừng trừng đầy thứ ánh lửa của hủy diệt, đôi mắt long lanh dữ tợn mà những người từng vào thăm mộ không mấy ai dám đứng nhìn lâu vào. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, người ta có cảm tưởng rằng đôi mắt đó đang chuyển động, nó phóng ra những tia thôi miên mà quái. Trong đầu của người ngắm nó rền rền một tiếng vọng kinh dị như từ tận đáy địa ngục: "Hãy theo ta, hãy theo ta." Cái miệng của con quỷ há to bày vẻ đau khổ vì đang chịu sự trừng phạt của Thượng Đế từ sức mạnh của lưỡi gươm của thiên thần Gabriel, nhưng hai bàn tay đầy móng vuốt của nó chống xuống mặt bệ trong tư thế đầy dọa nạt. Người Pháp lúc lập nên cái nghĩa địa này không hiểu tại sao lại cho đúc tượng quỷ Satan làm gì. Nó làm cho toàn cảnh nghĩa trang trông có vẻ nặng nề ma quái hơn là thánh thiêng. Khu ngã tư Bảy Hiền ở ngoại ô Sài Gòn còn hoang vu lắm. Lâu sậy, ao vũng cũng còn nhiều. Mỗi buổi chiều chạng vạng, lúc không gian đã mờ tối, nghĩa trang Thánh Tây chìm trong cõi âm u trầm mặc, không ai dám lãng vãng đến hay đi qua. Lũ trẻ con thì càng tránh xa hơn cả, trong trí óc non nớt đầy dẫy những sự tưởng tượng, chúng hình dung những cái xác chết khô trỗi dậy từ dưới đáy mộ, bay đi tìm con người sống để hút máu tươi, mà chúng một đôi lần có xem trong những cuốn phim Dracula hay do người lớn đi xem kể lại. Những tưởng ở giữa một khung cảnh hoang vắng điều hiu đầy những linh ảnh ma quái như vậy, không có sự hiện hữu của con người, nhưng thật ra thì có một ông già gác nghĩa trang sống trong một căn nhà nhỏ gần cổng ra vào. Người Pháp rút về nước đã lâu, đâu có còn ai trả lương cho ông gác đất thánh nữa. Nhưng có lẽ cư ngụ đã lâu, quen nơi quen chốn, ông không phàn nàn gì cả. Mãi về sau này, thành phố Sài Gòn cho phép cả người Việt chôn cất thân nhân trong khu đất thánh Tây này. Ông già được tuyển làm nhân viên thành phố ăn lương. Ông là ứng viên duy nhất vì chẳng ai dám tranh với ông để vào ở cái nơi âm u đó. Bọn trẻ con quanh khu đất thánh nhìn ông bằng cặp mắt nửa nể phục, nửa sợ. Người ta tự hỏi tại sao một con người giàu có như ông Vĩnh Hảo mà lại chọn nơi xa vắng vẻ như thế này. Có một lý do có thể trả lời được nghi vấn. Ông đã mua hàng trăm mẫu đất ở đây và cho cất một ngôi biệt thự để thu hút người mua đất và cất nhà. Dẫu biết rằng trong ngôi biệt thự từng đã có ba người chết, nhưng trước sự quyến rũ quá mạnh của vật chất, những cô gái hay những người đàn bà khó có thể cưỡng lại được cái giàu có và danh vọng của ông Vĩnh Hảo, nên ông đã dễ dàng tìm được bà vợ thứ tư cho mình. Cuộc hôn nhân này dường như do định mệnh rung rủi hay sao, mà có một ngày người tài xế lái xe chở ông đi công việc và tông phải một cô gái lơ đễnh băng qua đường. Ông Vĩnh Hảo nhảy xuống xe cùng anh tài xế vượt cô gái lên, chở đến bệnh viện. Dù không phải lỗi của mình, ông Vĩnh Hảo tự thấy có trách nhiệm và bổn phận chăm sóc cho cô gái. Hàng ngày dù bận công việc đến mấy, ông vẫn dành thì giờ vào thăm viếng, tặng hoa cho nàng. Cô gái là một nữ sinh viên văn khoa năm thứ tư, ở độ tuổi không còn trẻ, mà chưa phải đã quá thời, chỉ khoảng trên dưới 25. Ông Vĩnh Hảo mới trên 40, sự cách biệt tuổi tác không ngăn cấm được nhịp đập của tình yêu, nên khi nàng xuất viện thì ông Vĩnh Hảo đã quỳ xuống, dâng cho nàng một chiếc nhẫn hột xoàn lóng lánh, thiết tha mời nàng về làm bà chủ cái gia tài khổng lồ của ông. Theo thông lệ, ông Vĩnh Hảo dắt người vợ mới cưới của mình vào nghĩa trang, đặt những bó hoa tưởng niệm lên bia mộ của ba bà vợ trước để trình diện người vợ trẻ thứ tư. Mà chắc cũng là để cầu xin sự thông cảm từ linh hồn của các bà, hãy cho phép ông được đi bước nữa. Ông Vĩnh Hảo đã tặng cho ông già gác nghĩa trang một số tiền khá hậu, để nhờ chăm sóc giùm mồ mã của những người vợ quá cố được tươm tất sạch sẽ. Ông già cảm kích lắm, ba nấm mộ nằm phía sau khu đất thánh Tây, cùng với nhiều ngôi mộ người Việt khác. Hiếm có một người chồng nào phải ngậm ngùi đặt nhiều bó hoa tưởng niệm trước những nấm mộ của người vợ quá cố như ông. Cùng với bà vợ thứ tư, nhà triệu phú u sầu đặt ba hoa bó hoa hệ trắng tựa vào những tấm mộ bia. Ba ngôi mộ cao to xây bằng xi măng nằm song song với nhau trên một cái gò đất. Bên ngoài được phủ lên bằng loại đá mài màu hồng rất đẹp. Những tấm bia làm bằng đá cẩm thạch trắng, những hàng chữ khắc được phủ kim nhũ đắt tiền, vàng óng lóng lánh. Nhưng đặc biệt hơn cả, hình chân dung của bà vợ quá cố của ông Vĩnh Hảo rọi lớn,
và được cõng sâu vào tấm bia, được bảo vệ bằng một tấm kính thủy tinh dày, hình bầu dục, ánh màu xanh biếc. Hình vẫn còn mới, nụ cười của những người đàn bà rất tươi tắn vì đã được chụp trong thời kỳ hạnh phúc, nên khi ngồi bên mộ và nhìn vào những tấm bia cẩm thạch, bà vợ thứ tư không bị cái cảm giác nặng nề của sự chết và cái không khí huyễn hoặc thâm u của nghĩa trang đè nặng lên tâm tưởng của bà. Bà chăm chú nhìn vào đôi mắt hiền từ của bà vợ thứ nhất, khuôn mặt phúc hậu của bà thứ hai và đôi môi nhỏ hình trái tim của bà thứ ba. Một đám mây lớn màu xám che khuất chiếc dĩa mặt trời đang tỏa nhiệt chói chang, làm cho khoảng không gian bao phủ nghĩa trang bị tối sầm lại. Mấy con quạ trên ngọn cây xòe rộng đôi cánh đen, cất tiếng kêu oang oác, tạo thành chuỗi âm thanh ngân nga kỳ dị trong buổi trưa hè tịch mịch. Khuôn mặt nhìn nghiêng của bà thứ ba bỗng xoay lại nhìn bà Vĩnh Hảo, đôi môi của nàng chợt há to trong một trạng thái kinh hoàng như đang kêu thét cầu cứu. Bà Vĩnh Hảo hoảng hốt lùi lại, tựa vào tấm bia của bà hai, khuôn mặt vô tình áp sát vào cái chân dung của người chết. Thì trời ơi, bà trông thấy đôi môi trên tấm bia hấp háy, con ngươi mở to hết mức, nhưng đang trông thấy một hình ảnh kinh khiếp nào đó. Bà Vĩnh Hảo kêu rú lên, anh ơi! Ông Vĩnh Hảo đang trầm mặc trước tấm bia của người vợ thứ nhất. Ông giật mình, bước sang nắm tay vợ hỏi dùng, chuyện gì vậy em? Bà Vĩnh Hảo dụi mắt nhìn lại những khuôn mặt trên bia đá, chẳng có gì cả. Có lẽ bà trải qua một cơn ảo giác không có thật. Bà Vĩnh Hảo run giọng, không có gì, có lẽ em hoa mắt thôi anh. Ồ, em thấy gì sao? Không, chẳng có thấy gì cả. Lúc ra về, bà Vĩnh Hảo đã dừng lại đứng bên cái bệ, ngắm nghía tác phẩm điêu khắc Thiên Thần và Ác Quỷ. Thánh Gabriel nhìn nàng bằng đôi mắt từ ái, một tia ánh sáng huyền nhiệm lóe lên từ đó. Nhưng khi dời mắt sang quỷ Satan, thì đột nhiên bà Vĩnh Hảo có cái cảm tưởng rờn rợn, rằng dường như bà thoáng bắt gặp đôi mắt của nó mới vừa hấp hái. Từ ánh mắt của nó lấp loáng một thứ ánh sáng màu xanh kỳ dị, có lẽ là do phản ảnh từ chất đồng thau. Tia nhìn của con quỷ xoáy sâu vào mắt người thiếu phụ. Bà Vĩnh Hảo giật mình lùi lại, nhớ chặt cánh tay chồng hơn. Ông Vĩnh Hảo ôm lấy vợ lo lắng, chuyện gì vậy em? Bà Vĩnh Hảo tái mặt lắp bắp đưa tay lên, đôi mắt của nó nhìn em. Nhà tiểu phú nhìn theo ngón tay của vợ đang hướng vào khuôn mặt nhăn nhó đau khổ của Satan, nhưng ông nào có thấy gì đâu, nó chỉ là một bức tượng đồng vô tri, vô giác và vô hại. Ông Vĩnh Hảo nhún vai, có gì đâu, chắc là em bị chói nắng đó, thôi để anh đưa em về nhé. Bà Vĩnh Hảo đưa hai tay lên vò hai bên thái dương, cau mày. Em nhức đầu quá. Tình thật thì trong đầu bà đang rền rền một chuỗi âm thanh kỳ bí, mơ hồ như vọng từ đáy vực sâu lạnh lẽo nào đó. Hãy theo ta, hãy theo ta. Buổi cơm chiều hôm ấy vẫn còn bần thần vì ánh mắt ma quái của bức tượng đồng. Bà Vĩnh Hảo đã bỏ ăn và nằm lì trong phòng. Trong một ngày mà bà phải trải qua hai cơn ảo giác ghê rợn như vậy, thần kinh bị xáo động dữ dội. Bà Vĩnh Hảo có cảm giác hàng ngàn cái vòng nước đang liên miên bủa vào não bộ của mình, giống như mặt hồ thu bị khuấy động vì những viên đá. Ông Vĩnh Hảo lo âu, ngồi một bên người vợ đang nằm úp xuống chiếc gối, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc óng ả thơm ngát của nàng, nhẹ giọng. Liễu em đã hết nhức đầu chưa em? Liễu xoay người mở mắt nhìn lên cảm động. Đỡ nhiều lắm rồi, có lẽ em bị cảm anh à. Ông Vĩnh Hảo cúi xuống hôn lên trán vợ. Thôi em nằm nghỉ đi, để anh kêu chú Năm nấu chút cháo nóng cho em ăn nha. Liễu nắm tay chồng. Thôi anh, em chỉ muốn nằm nghỉ chắc một chút xíu là hết mà. Đến giờ ngủ, ông Vĩnh Hảo lấy một cái gối ôm dài chặn giữa hai người, trong lúc Liễu nhìn lạ lùng. Anh làm gì vậy? Ông cười. Tại em bệnh đó, nên anh không muốn quấy rầy em. Liễu không thể không bật cười khúc khích, dù nàng vẫn còn nhức đầu lắm. Nhưng mà nếu em muốn anh quấy rầy thì sao? Đến đây, thì ông Vĩnh Hảo hoàn toàn chịu thua. Bà Vĩnh Hảo chợt thức giấc, cơn nhức đầu buổi chiều đã tan biến đi mất. Bây giờ thì Liễu thấy đói, nàng thèm ăn một chút gì đó cho đỡ xót ruột, vì cái dạ dày của nàng đang sôi lục ục dưới ánh sáng mờ của vầng trăng hắt vào khung kính cửa sổ. Liễu tìm nhặt chiếc áo ngủ khoác lên, sợ chồng giật mình,
Liễu nhẹ nhàng trèo xuống giường rón rén mở cửa bước ra ngoài. Cái hành lang dẫn xuống bếp tối om, dài hun hút. Liễu bỗng thấy ớn lạnh, nàng tìm cái công tắc đèn. Ánh đèn vàng sáng bừng lên làm cho nàng thấy yên tâm. Căn biệt thự rộng mênh mông, lúc giữa khuya im ắng không một tiếng động, chỉ có tiếng của bọn dung dế rỉ rả ngoài cõi đêm. Từ phòng khách vọng vào tiếng gõ trầm buồn của những chiếc lắc đồng hồ. Đã một giờ khuya rồi, Liễu ngần ngừ, nữ muốn đi tìm cái ăn, nữ muốn trở vào, nhưng đã gần một ngày nhịn đói, nàng không thể không ăn, Liễu chặt lưỡi. Ăn cái đã, rồi tính sau. Khi nàng đi đến gần nhà bếp thì đột nhiên cánh cửa sổ đối diện với cái nghĩa trang đánh sầm một cái, cực mạnh. Làm Liễu tái mặt ôm ngực lùi lại, nhìn chừng chừng về hướng khung cửa. Trong bóng tối mờ, nàng trông thấy hai cánh cửa đang từ từ mở rộng. Như có một người nào đó đã dùng tay đẩy ra, nhưng chẳng mấy ai cả. Rồi đột ngột hai cánh cửa đập ầm vào khung cửa gỗ. Như người ta khép mạnh nó trong một cơn giận dữ. Trái tim của Liễu đập thình thịch trong lòng ngực. Đôi mắt màu xanh biếc của bức tượng Satan ngoài nghĩa địa chợt hiện lên trong ý nghĩ của Liễu, làm nàng xoay người định bỏ chạy về phòng. Nhưng một cơn gió lạnh từ khung cửa ùa vào, thổi tung cái vạt áo ngủ của Liễu, tiếp theo với tiếng đập đánh ầm của hai cánh cửa sổ. Hóa ra, chỉ là cơn gió từ khu đất Thánh Tây đã đánh vào kính cửa sổ, đã tạo nên thành hiện tượng dị thường đó. Có lẽ chị Bông hay chú Robert đã quên cài chốt rồi. Liễu bật công tắc đèn nhà bếp lên. Ánh sáng trắng của chiếc đèn neon dài đã xua tan nỗi sợ hãi xốn xang của Liễu. Nàng khép hai cánh cửa kính và cẩn thận cài chốt. Bên kia đường có tiếng chó tru đêm. Liễu áp sát mặt vào tấm kính nhìn sang. Dưới ánh trăng, bóng một con chó hoang nổi đen lên. Trên một ngôi cổ mộ đang ngước cái mõm dài của nó tru một hơi dài. Cái thiên tính tru trăng của loài chó rừng vẫn còn tiềm động trong từng xớ thịt của loài chó hoang. Nơi ở giữa đêm khuya trong đám cây cổ thụ, cái thiên tính đó đã trỗi dậy. Tiếng tru của con chó ảo não rờn rợn như tiếng kêu tiếng hú của những âm hồn từ dưới đáy mộ sâu. Liễu rùng mình không dám nhìn nữa, nàng quay người mở tủ lạnh, chọn một dĩa đồ nguội, ngồi quay lưng về phía cửa sổ ăn nhanh. Dẫu biết rằng đằng sau nhà bếp là dãy nhà của anh tài xế và chú Năm Robert, chị Bông thì cư trú trong cái phòng sát bên cánh cửa dẫn ra vườn nhỏ, chỉ cách nhà bếp một cái nhà kho. Nhưng giữa đêm trường tịch mịch, thỉnh thoảng con chó gớm ghiếc tru lên một tràng dài, Liễu thấy lạnh cả người và không khỏi tưởng tượng những chuyện ghê rợn từ khoảng bóng tối đen đặc đó. Người ta nói rằng một khi con chó nó tru thì chắc nó đã trông thấy ma. Những âm hồn nửa đêm trồi lên khỏi mộ, kéo nhau đi lang thang từng đoàn, mà chỉ có loài chó mèo hay cú đêm mới nhìn thấy. Liễu cố ăn cho xong để có thể trở về nằm trong đôi cánh tay bảo bọc của chồng. Đột nhiên, Liễu có cái cảm giác lạnh lạnh trên gáy, linh tính bảo cho nàng biết, dường như có một người nào đó đang nhìn nàng từ phía sau. Cái cảm giác đó càng lúc càng dậy lên mãnh liệt, cùng với cơn sợ hãi đang rùng rùng kéo trở về. Liễu tê cứng người vì sợ, nàng biết chắc, trời ơi, có một người đang chầm chầm nhìn nàng từ phía. Liễu run bắn người, tay chân lạnh cấm, rờn rợn. Nàng từ từ đứng lên, rồi chậm chậm quay người lại. Con chó trong nghĩa trang bỗng tru lên một tiếng dài kinh dị. Cùng lúc, Liễu trông thấy ba khuôn mặt đen nhẽm đang áp sát vào khung cửa kính cửa sổ, từ phía ngoài nhìn vào. Liễu kinh hoàng, ôm cứng cái đĩa đồ nguội trong lòng. Cũng may là Liễu đang đứng giữa vùng ánh sáng, chứ nếu ở trong bóng tối, thì chắc nàng đã đứng tim ngã ra chết rồi. Ba cái mặt con người nhe hàm răng trắng nhởn, cười với vẻ hiền lành. Một người đưa tay lên gõ cành cạch vào cánh cửa, ra dấu muốn nói chuyện. Liễu hoàng hồn thở phào một cái dài. Nàng cứ tưởng họ là những âm hồn từ bên phía nghĩa trang sang đây hù nhát mình. Hóa ra không phải. Có lẽ là mấy người hàng xóm ở gần đâu đây. Nàng biết có mấy cái xóm dệt của người Bắc di cư vào sinh sống trong khu vực này. Đến bây giờ,
thì nàng đã nhận rõ chỉ là một người đàn ông, một người đàn bà và một đứa nhỏ chừng 10 tuổi, có lẽ là một gia đình. Liễu đặt cái đĩa xuống bàn và đi đến mở cánh cửa sổ ra hỏi. Ai đó? Người đàn bà mặc chiếc áo bà ba nâu, tóc búi củ hành chìa tay rên rỉ. Dạ bà chủ, cho xin chút thức ăn. Đói quá bà chủ ơi. Liễu canh ngạc. Chú thím ở đâu vậy? Người đàn ông chắp tay. Dạ thưa bà chủ, chúng tôi ở gần đây thôi, nghèo đói quá bà chủ ơi, cực chẳng đã mới đi ăn xin. Là người có từ tâm, Liễu thấy mũi lòng ngay, nàng sốt sắng gật đầu. Dạ được, chú thím chờ một chút nha. Liễu tìm thấy một cái gờ mên, nàng trút hết thức ăn trong tủ lạnh trao cho người đàn bà ân cần. Chú thím nhận đỡ cái này, khuya quá chỉ còn có bấy nhiêu thôi. Người đàn bà cúi đầu cảm động nhận cái gà mên. Bà chủ tử tế quá, chúng tôi đổi ơn bà. Dạ không có chi, chú thím cứ giữ lấy cái cà mên này mà xài nhé. À, hay là chú thím chờ ở đây, tôi vô lấy cho chú thím ít tiền nhé. Người đàn bà lật đật nói. Dạ khỏi bà chủ, chúng tôi không cần tiền đâu. Thằng nhỏ ngước đôi mắt ngây thơ nhìn Liễu cười. Liễu trở vài cái tủ chứa đồ khô. Nàng tìm thấy một hộp bánh biscuit còn nguyên, chưa lột giấy kiến. Nàng thò tay ra ngoài khung cửa xoa đầu thằng nhỏ và đưa hộp bánh cho nó. Em ngoan, chị cho em cái hộp bánh nè. Thằng nhỏ khoanh tay lễ phép. Dạ, con cảm ơn cô. Cô tốt quá, mấy bà chủ hồi trước không có như cô. Người đàn bà gạt ngang. Thế, không có được nói bậy à. Bà quay sang Liễu cười xuề xòa. Cảm ơn bà chủ nhiều lắm. Thôi, bà vô nghỉ kẻo khuya, xin trời cầu Phật hộ cho bà. Đôi vợ chồng chắp tay cúi đầu chào Liễu. Người đàn bà nắm tay thằng nhỏ dẫn đi. Thằng tí xem chừng mến Liễu lắm, đi được chục bước nó quay lại nhìn Liễu tha thiết. Liễu bần thần đứng trong thao, ba cái bóng đen khuất dần trong màn đêm. Đến khi đã nằm êm ấm bên cạnh chồng rồi mà Liễu vẫn chưa nghĩ ra được những điều lạ thường. Tại sao nhóm người ăn xin đó tìm đến giữa khuya mà không phải là giữa ban ngày? Tại sao họ xuất hiện ở cửa sau mà không phải là cửa trước? Và lại đúng vào lúc nàng đang ăn. Mí mắt nặng chìm chịt, Liễu xoay người quàng tay lên ngực chồng và chìm rất nhanh vào giấc ngủ. Nàng cũng đã quên không tự hỏi, cái sân vườn phía sau được xây kín bằng vòng tường cao và không có cửa ra. Vậy thì ba cái con người đó họ đi đâu? Trưa hôm sau, nhưng lúc cùng ông Vĩnh Hảo nắm tay đi dạo dưới những bóng râm trong vườn, Liễu sực nhớ chuyện ba người ăn xin đêm qua. Nàng kéo chồng đi lại cái cửa sổ. Liễu cúi người xuống chân tường. Ủa, lạ chưa kìa? Sao không thấy dấu chân nào hết? Đất không cứng lắm. Nếu họ đứng ở đây thì phải có dấu chân chứ. Liễu ngước mắt nhìn lên khung cửa sổ, nàng đưa thẳng cánh tay lên mới với tới. Đột nhiên, Liễu rùng mình ôm lấy cánh tay chồng lẩm bẩm. Cao quá, làm sao có thể như thế được nhỉ? Ông Vĩnh Hảo thấy thái độ lạ lùng của vợ, ông ngạc nhiên hỏi. Ủa, chuyện gì vậy em? Liễu lắc đầu ngơ ngác. Lạ thật. Liễu đẩy ông Vĩnh Hảo đứng ngay dưới khung cửa hấp tấp nói. Anh đứng đây chờ em một chút nha. Trong lúc ông Vĩnh Hảo lắc đầu chẳng hiểu gì cả, thì Liễu đã chạy vào trong nhà bếp, nhìn xuống qua khung cửa sổ. Ông Vĩnh Hảo cười khì khì. Em định chơi trò trốn nước với anh hả? Nè, anh nhảy lên thật cao cho em coi coi. Ông Vĩnh Hảo ngỡ là vợ muốn ông làm trò vui. Ông nhúng mình. Nhìn vợ cười, Liễu vẫn lắc đầu. Anh nhảy cao chút nữa được không? Ông Vĩnh Hảo cố sức nhảy thêm mấy cái rồi đưa hai tay lên chịu thua. Thôi, anh đầu hàng anh già rồi. Liễu bước ra ngoài, trong lòng bần thần dậy lên nhiều câu hỏi. Đến buổi chiều, trong lúc ông Vĩnh Hảo có công việc đi vào Sài Gòn, Liễu xuống nhà dưới tìm chị Bông. Chị Bông đang hứng nước vào một cái thùng xô, rửa rau, tiếp chú Robert. Thấy bà chủ, chú Robert và chị Bông đứng dậy chào. Dạ, thưa bà chủ. Liễu gật đầu, nàng kéo chị Bông ra một chỗ hỏi. À, đêm hôm qua chị có thấy ai vô sân nhà mình không? Chị Bông ngơ ngác lắc đầu. Dạ, không có ai. Cửa rào lúc nào cũng khóa. Không có ai vào được đâu. Liễu cắn môi. Lạ thật. Dạ, bà chủ nói gì à? Chị nè,
Chú Robert với anh nên có bà con nào tới thăm không? Dạ không. Thôi được rồi, chị làm việc tiếp đi. Khuya đêm đó, trong lúc ông Vĩnh Hạo ngủ say, Liễu lại rón rén đi xuống nhà bếp. Mặc dù trong lòng rờn rợn, nhưng Liễu muốn có câu giải đáp cho những nghi vấn lạ lùng của nàng. Liễu bắt đầu diễn lại tấn tuồng ăn uống. Liễu lắng nghe tiếng ru dài của con chó trong nghĩa trang. Nó đã tru thì chắc là nó đã thấy những linh ảnh ma quái nào đó. Có lẽ những âm hồn dưới đáy mộ đã trỗi dậy rồi. Đột nhiên cái cảm giác bị nhìn ùng ùng dậy lên từ sau gáy, sống lưng Liễu lạnh buốt rần rợt. Chắc là họ đã đến. Lấy hết can đảm, Liễu đứng lên và từ từ xoay người, nhìn về khung cửa sổ. Đôi mắt hấp háy chờ đợi, sẽ trông thấy đôi vợ chồng và thằng bé. Dù đã chuẩn bị tinh thần và biết chắc những người ăn xin rất hiền lành, nhưng khi trông thấy hai khuôn mặt hoàn toàn lạ áp mặt vào cửa kính nhìn nàng, Liễu vẫn giật mình thảng thốt, chiếc dĩa trên tay nàng rơi xuống đất vỡ tan. Chị Bông đang cuốn quýt rên rỉ cùng anh tài xế nên, nghe tiếng động chát chúa bên nhà bếp, chị hoảng hốt tròn áo quần vào chạy sang, trong lúc nên phóng vù về căn phòng của mình. Chị Bông trông thấy bà chủ của mình tái mặt đứng sững người, nhìn trừng trừng về hướng cửa sổ, chị kêu lên. Bà chủ có chuyện gì dạ? Liễu lắp bắp. Có người lạ. Bông nhìn theo, nhưng chị chẳng thấy gì cả, chị hỏi dồn. Ai vậy bà chủ, hả? Ai vậy? Liễu lắc đầu. Tôi không biết. Hai cái khuôn mặt đàn ông đã nhanh chóng biến mất. Sau tiếng bể vỡ của cây dĩa, ông Vĩnh Hảo nghe ồn, ông mặc pyjama đi xuống đưa mắt nhìn chị Bông hỏi. Chuyện gì vậy chị Bông? Chị Bông cũng ấp úng. Dạ bà chủ, trông có người lạ. Ông Vĩnh Hảo nắm tay vợ dịu dàng. Có chuyện gì vậy em? Liễu bối rối chỉ vào cánh cửa sổ. Em mới vừa thấy có người đứng ở bên ngoài nhìn vô. Ông Vĩnh Hảo lạ lùng bước tới mở toang hai cánh cửa thò đầu nhìn ra ngoài. Dưới ánh trăng mờ, cảnh vật chập chờn kỳ dị, nhưng ông chẳng thấy gì cả. Chị Bông trao cho ông chủ cây đèn pin. Ông bật lên rọi vào khắp khu vườn sau bếp, cũng chẳng có gì lạ. Trong lòng thầm lo là vợ mình đã tự tưởng tượng. Thần hồn nhát thần tính. Ông quàng tay, ôm vợ, dáng che chở và trấn an. Không có gì đâu em. Thôi mình lên nghỉ đi anh. Liễu lòng co rúm trong lòng chồng, nàng thủ thỉ kể lại câu chuyện đôi vợ chồng và thằng bé ăn xin đêm qua, và hai người đàn ông lạ khác đến đêm nay. Ông Vĩnh Hảo nhíu mày suy nghĩ, trong lòng ông dậy lên một nỗi lo âu bức rứt. Ngày mai, ông phải dẫn vợ đi khám bác sĩ tâm thần mới được. Bác sĩ cho toa mua thuốc an thần, Liễu ngủ yên được mấy đêm, nhưng biết uống thuốc ngủ mãi sẽ gây ra hiện tượng lờn thuốc. Có hại hơn, nên nàng lén chồng không uống nữa. Liễu đã giả vờ ngủ say, để ông Vĩnh Hảo được an lòng. Bác sĩ đã nói riêng với ông Vĩnh Hảo, rằng rất có thể bà Vĩnh Hảo mắc chứng hoang tưởng. Những người bị bệnh này là do họ đã nhìn thấy những người, thú hay cảnh vật kỳ dị, thậm chí ma quỷ nữa, trong khi người lành mạnh chẳng hề nhìn thấy như vậy bao giờ. Nhưng cho dù người thân hay bác sĩ trấn an và giải thích đến như thế nào, người mắc chứng hoang tưởng vẫn khăng khăng là mình đúng. Thật ra Liễu có bệnh hoạn gì đâu? Nàng đâu có tưởng tượng, chính nàng đã trông thấy, đã trò chuyện với họ. Trong ý nghĩ của Liễu, nàng vẫn còn muốn thử lại lần nữa, nhưng thấy sợ sợ Liễu lại không dám. Thôi thì đừng có xuống bếp lúc nửa đêm, và hãy để cho những con người đó chìm vào quên lãng là tốt hơn cả. Ông Vĩnh Hảo rất thương yêu vợ, thấy vợ mình mãi băn khoăn những chuyện vớ vẩn không đâu. Ông quyết định giao công việc cho một người thân cận, rồi dẫn vợ đi du lịch một vòng châu Âu. Ở châu Âu về, bà Vĩnh Hảo trông hồng hào xinh đẹp hẳn ra. Khí hậu miền ôn đới có lẽ đã kích thích từng tế bào trong cái thân thể tràn đầy nhựa sống của Liễu, cùng với tình yêu nồng nàn của chồng đã khiến cho nàng mơ mởn phơi phới như một đóa hoa hồng buổi sớm. Một hôm, Liễu thẹn thùng kéo chồng vào phòng riêng. Nàng ngồi vào lòng ông cuộn tròn như một mèo con mèo nhỏ, hai cánh tay vòng quanh của chồng âu yếm. Anh ơi, là một ông nhà giàu thừa mứa vật chất, anh có còn ao ước được điều gì nữa không? Ông Vĩnh Hảo hôn lên má vợ. Thượng đế đã ban quá nhiều ân sủng cho anh, địa vị, danh vọng, xe hơi nhà lâu
và nhất là vợ đẹp, anh không còn dám ao ước gì nữa đâu. Liễu nũng nịu. Có mà, anh ráng nhớ đi. Đôi mắt lóng lánh của nàng nhìn chồng khuyến khích. Ông Vĩnh Hảo gãi đầu, suy nghĩ. Thật mà, đâu còn gì để ao ước nữa em. Thiệt không? Ông Vĩnh Hảo chu môi. Coi chừng cái cô Liễu này đổ mẹo tôi đây nha. Bỗng một ý lóe lên trong đầu giống như một tia sáng chớp ngang bầu trời. Ông lẩm bẩm. Người ta nói vợ đẹp và... Ông Vĩnh Hảo reo lên. À, em nói đúng rồi. Anh còn một cái điều ước cuối cùng nữa. Liễu hóm hỉnh nhìn chồng. Điều ước thì phải có bà tiên với chiếc đũa thần ban cho. Ông Vĩnh Hảo mường tượng đã đoán ra được đến 50% vợ muốn dẫn dắt mình đi đến đâu. Ông đặt tay lên bụng vợ. Vậy thì bà tiên ban cho anh cái ân huệ đó đi. Có phải em đã... Liễu nép đầu vào ngực chồng thủ thỉ. Bà tiên cho anh một đứa con, anh có chịu không? Ông Vĩnh Hảo hét lên điên cuồng và ghi chặt vợ vào lòng. Anh nhận, em đã mang thai rồi phải không? Ngón tay của Liễu bấu vào ngực chồng thay cho câu trả lời. Gần đến ngày sinh, Liễu thấy mỏi mệt lắm, không muốn quấy rầy vợ. Ông Vĩnh Hảo cho kê một cái giường nhỏ sát vách phòng để ngủ riêng, nhưng ông vẫn có thể tỉnh giấc khi có chuyện cần. Ông mướn hẳn một cô hộ sinh nhiều kinh nghiệm cư trú luôn ở biệt thự trong 2 tháng cuối cùng để theo dõi sức khỏe của vợ. Giữa mùa hè tuy Sài Gòn có nhiều cơn mưa lớn, nhưng cái nóng nhiệt đới vẫn hừng hực, phủ trùm lên thành phố. Ông Vĩnh Hảo muốn gắn máy lạnh, nhưng Liễu không thích tiếng xè xè của chiếc máy, nó làm cho nàng khó chịu. Đột nhiên một cơn gió lạnh thốc vào từ khung cửa sổ, thổi tung một góc tấm mềm mỏng đắp trên người Liễu. Thật lạ, giữa mùa hè mà cơn gió lại lạnh buốt như là gió bất của mùa đông. Liễu tìm cái công tắc đèn để bật lên. Bỗng từ phía nghĩa trang mà Liễu đã quên mất từ một năm nay. Trời ơi, có tiếng chó tru vọng vào, rền rền như tiếng vọng từ dưới đáy địa ngục. Con chó kêu hú như đang trong một cơn kinh hãi nào đó. Tiếng tru của nó thỉnh thoảng bị tắc nghẽn bằng những âm thanh ăn ẳng, như là nó đang bị một người nào đó siết sợi dây thòng lọng vào cổ. Liễu ngồi dậy, lắng tai, nghe ngóng. Con chó nó tru lớn và ghê rợn, như vậy mà ông Vĩnh Hảo và cô y tá vẫn ngủ say, cứ như là họ không nghe thấy gì cả. Tiếng tru từ trong nghĩa trang dường như xê dịch dần về hướng ngôi biệt thự mỗi lúc một gần hơn. Trái tim trong lòng ngực Liễu đánh thình thịch, con chó chắc đã chạy băng qua đường. Liễu đã có thể nghe tiếng tru của nó rền rĩ phía bên ngoài tường rào, và đã văng vẳng vọng vào cái cửa sổ. Liễu rụng rời muốn kêu chồng, nhưng miệng nàng nghiến chặt và cứng ngắc như đã bị hóa đá. Nàng gào ằn ặc trong cổ họng kêu cứu, nhưng ông Vĩnh Hảo vẫn ngủ say sưa. Hình như ông chẳng nghe thấy gì cả. Ngay cả cô y tá cũng vậy. Liễu rùng mình, chẳng lẽ cơn hoang tưởng đã trở về? Nhưng rõ ràng tiếng tru của con chó nó đang xoáy sâu vào tai Liễu. Liễu nghe trong âm hưởng tiếng tru thống thiết của con chó hoang, không phải muốn hù nhát, mà dường như nó muốn báo cho nàng biết một nỗi nguy hiểm chết chóc đã cận kề. Rồi đột nhiên con chó kêu lên một chuỗi âm thanh nấc nghẹt, nhỏ dần, nhỏ dần. Vài giây sau, chỉ còn có tiếng dung dế rỉ rả trong cõi tĩnh mịch của đêm trường. Liễu thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nàng thầm nghĩ có lẽ nàng bị bệnh hoang tưởng thật. Liễu nằm xuống kéo cái mền lên đắp ngang ngực, được chừng một lúc có lẽ 2-3 phút, trong lúc chập chờn. Bỗng Liễu nghe tiếng động lạ trong hành lang, nàng mở bừng mắt ngay và ngồi dậy một lần nữa. Lần này, cái ảo giác đó đã xuất hiện ngay trong nhà nàng. Liễu ôm ngực thở dồn dập, trong lúc một chuỗi âm thanh cồn cộp vọng lên trên sàn nhà, giống như tiếng bước chân của một người nào đó. Liễu đưa mắt nhìn về phía ông Vĩnh Hảo. Trời ơi, ông vẫn nằm thiêm thiếp, cả cô y tá, hàng đêm rất tỉnh ngủ, cũng mê man đâu rồi. Tiếng bước chân khô khan chậm chậm, tiến dần đến căn phòng của vợ chồng Liễu. Liễu ú ớ kêu chồng, nhưng ông Vĩnh Hảo đã xoay người sang một bên, mặt hướng vào vách. Liễu nhìn chừng chừng vào cái nắm tay cửa. Cái con người nào đó đã bước đến ngay phía bên kia. Có lẽ nó đang đứng ở đó, một khoảnh khắc im lặng rùng rợn.
trái tim của Liễu đang nở to dần. Chỉ một cơn kinh hoàng nữa là nó sẽ bể tung ra thành hàng trăm mảnh. Cái nắm cửa bỗng nhẹ nhẹ xoay một vòng. Liễu đưa tay lên miệng nấc nghẹn. Nó đang mở cửa. Nàng biết chắc nếu cái ảo hình kia bước vào phòng thì cũng chính là giây phút nàng sẽ chết ngất và vĩnh viễn ra đi. Trong lòng Liễu thầm mong nó không phải là một con ma hay con quỷ, mà chỉ là một tên trộm, là một con người bình thường như nàng, và mẹ con nàng sẽ được sống. Cánh cửa thường ngày mở đóng rất nhẹ nhàng, nhưng giờ đây nó kêu kèn kẹt như là đã rỉ sét từ lâu lắm rồi. Liễu run run nhìn cánh cửa từ từ mở, nàng thấy một cái bóng đen thấp thoáng phía sau. Cánh cửa mở lớn dần. Đột nhiên nó đẩy cánh cửa đánh sầm vào vách, rồi cồng cột bước vào. Ánh trăng hắt vào từ khung cửa sổ, chiếu lên hình dáng một con người nhỏ thó, gù ghề và trần trụi. Cái bóng đen ném xuống chân giường Liễu một cái khối gì đó đánh phịch. Liễu cúi nhìn, nàng ôm ngực hét lên một tiếng kinh hoàng. Cái vật đó chính là con chó hoang, mà nó chắc là đã bị giết chết. Cái cổ con chó ngoẹo sâu xuống ngực, có lẽ nó đã bị gãy cổ. Bóng đen nặng nề tiến đến gần Liễu, bước chân nặng nề và vụng về. Đôi mắt Liễu như đã trợn trừng và trồi ra hết mức. Nàng đã kinh hoàng nhận ra nó chính là bức tường con quỷ Satan trong khu đất thánh Tây. Đôi mắt xanh lè của nó lấp loáng chiếu thẳng vào mặt Liễu đầy vẻ hăm dọa. Trái tim của Liễu dường như đang nứt bể. Nàng có cảm giác thân thể đang chìm dần vào một khối nước đá. Cái lạnh dâng từ phía chân dần dần lên từ từ. Thấp thoáng phía sau ba con quỷ, Liễu trông thấy ba khuôn mặt quen thuộc dưới những tấm áo trùng đen lạnh lẽo. Họ nhìn nàng bằng ánh mắt u uất thê lương. Liễu thẳng thốt rú lên. Ba con ma đó chính là ba người vợ trước của ông Vĩnh Hảo. Phía sau nữa là hàng chục cái bóng đen khác. Có phải tất cả đều là nạn nhân của con quỷ Satan lạc loài hay không? Chẳng biết bằng cách nào. Có những lúc nó đã thoát khỏi lưỡi gươm của Grapian và đi tìm những linh hồn người sống, làm tôi tớ nô lệ cho nó. Trong cái tích tắc cuối cùng trước khi dứt hơi, Liễu đã có thể biết rằng ba người vợ trước của ông Vĩnh Hảo đã bể tim chết vì sợ. Trong cơn sợ hãi khủng khiếp, Liễu ngã vật người xuống, hơi thở yếu dần. Trái tim nàng thoi thóp, lòng ngực nàng nhói đau như bị một mũi dao nhọn đâm mạnh vào. Cái tượng con quỷ cồm cột bước tới nhe răng. Mười cái móng vuốt sắc nhọn của nó đưa tới như muốn cố mạnh vào cổ Liễu để nắm lấy linh hồn của nàng. Nhưng đột nhiên, Liễu mơ màng cảm nhận một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay nàng, cùng một giọng trẻ thơ thì thầm. Ba chú! Liễu giật mình mở choàng mắt ra, thằng Tý đang nhoẻn miệng cười đàn. Vợ chồng người ăn xin chắp tay chào Liễu, ánh mắt lên niềm thân ái. Liễu nhận ra nhiều cái bóng đen đang đứng chắn trước mặt nàng, giang tay che chở. Những ánh thép lóe sáng loang loáng trong bóng đêm. Con quỷ lùi lại mấy bước. Một cái bóng đen cao to hùng dũng tiến tới, lưỡi mã tấu trong tay vung lên như một ánh chớp. Cái đầu của Sa Tăng rớt xuống đất đánh ầm một tiếng. Con quỷ cuống cuồng cúi nhặt cái đầu đặt lên cổ mình bỏ chạy. Những oan hồn nô lệ của nó cũng tan biến mất. Một tiếng sấm nổ rền đùng giữa bầu trời khuya, tiếp theo một tia chớp ngoằn ngoèo đánh xuống quải thế gian. Những cái bóng đen cứu mạng như những con dơi đêm vuốt mất qua khung cửa. Vợ chồng người ăn xin tần ngần nhìn sâu vào mắt Liễu trước khi chia tay. Người chồng trầm giọng nói, chúng tôi là nghĩa quân và gia đình bị Pháp chặt đầu chôn ở vùng này, xin ông bà chủ thương tình trai đàn siêu độ. Người cha xoa đầu thằng nhỏ. Thôi, thôi cha mẹ đi nghe. Thằng Tý dùng dằn, méo máu. Cho con đi theo với. Người mẹ ôm con vào lòng nghẹn ngào. Con ở với bà chủ, cũng như là ở với mẹ vậy mà. Thằng nhỏ quẹt tay lên mắt, nhưng nó đã nhanh chóng quay lại nhìn Liễu bằng ánh mắt thiết tha. Liễu mỉm cười, bất giác nàng giang tay ôm nó vào lòng. Ngày hôm sau, báo chí xôn xao loan tin, trong cơn mưa giông đêm qua, cái đầu của quỷ tượng Satan trong khu đất thánh Tây đã bị sét đánh bể nát. Một thời gian sau, nhận thấy bức tượng thiên thần và ác quỷ đã bị hư hại nhiều và mất tính mỹ thuật, người ta đem xe cầm trục đến chở đi đâu không rõ. Toàn khu đất thánh Tây từ đó chợt sáng bừng lên, lũ chim chóc từ bốn phương trời bay về ríu rít hót ca trên những chòm cây sao. Dù cho những cảnh tượng hãi hùng mà nàng là nhân vật chính trong đó hoàn toàn sự thật, nhưng Liễu cố tin rằng chúng cũng chỉ là những ảo giác mà thôi. Nhưng Liễu biết chắc, hồn oan của ba người vợ trước ông Vĩnh Hảo
và của những nạn nhân khác đã được linh khí bất khuất của nghĩa quân kháng Pháp giải thoát khỏi sự đày đọa của Satan. Nàng giữ kín sự thật đó trong lòng, dù có nói ra thì cũng không mấy ai tin. Nhưng có một điều dị thường mà nàng không thể chối bỏ và cho là ảo hình được. Nụ cười của thằng bé Vĩnh Hương con nàng hoàn toàn giống hệt thằng bé Tí. Ông Vĩnh Hảo sẽ không bao giờ biết được chuyện này.